Còn bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship. Phí ship khách hàng chi trả trong quá trình nhận hàng. Và hiện tại thì nhà em đang làm mức cước như sau. Đối với tất cả những cái đơn hàng, kể cả các bác ở miền Bắc, miền Nam, thì mức cước hầu như là như nhau. Và với trọng lượng đơn hàng của các bác, tổng trọng lượng mà dưới 1 cân sẽ là 35.000 đồng. Từ 1 cân đến 3 cân là 43.000. Từ 3 cân đến 5 cân là 52.000. Và trên 5 cân thì mỗi cân nặng các bác cộng thêm cho em 8.000 đồng một cân nhé. Hàng nhà em thì về số lượng nhiều. Và cái mức cước này thì em cũng làm để làm sao các khách ở miền Nam, các bác ở miền Nam ấy thì được hưởng một cái mức cước ưu đãi nhất. Sau đây thì em sẽ giới thiệu đến những mặt hàng trong ngày hôm nay luôn. Và trước tiên thì em xin giới thiệu các bác đến những cái bộ sản phẩm phun tưới hoa lan tiện ích mà hiện tại nhà em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Nhà em bán ra với hai loại, đó chính là loại bộ sản phẩm máy đơn và bộ sản phẩm máy kép. Bộ sản phẩm máy đơn với hầu hết tất cả những linh kiện các bác đáp ứng các bác là việc tưới lan một cách thuận tiện, chỉ việc cắm điện và sử dụng luôn thôi ạ. Đây là với cụm nguồn và cụm motor đơn, và đâu là cái cuộn dây dài dẫn nước là 10m, có đầu lọc giáp khi mà đầu dẫn nước này dài 1m3 đến 1m rưỡi, và có một cần inox dùng để phun tưới hoa lan bằng inox này, có thể kéo dài đến 3m rưỡi ạ. Và cái loại này thì các bác phun bằng cái bát, bằng bát hồng, bát 8 lỗ, phun rất là đều và rất là tơi, khiến cho cây thì hấp thụ nước một cách hoàn toàn và không bị dập nát. Và cái bát màu trắng là cái bát nhà em tặng thêm khi các bác sử dụng để có thể tưới phân thuốc ấy. Cái đấy thì tiết kiệm nguyên liệu cho các bác hơn. Và cái bộ sản phẩm máy đơn em đang bán ra với giá là 430.000. Giá này thì khá là cạnh tranh so với ngoài thị trường. Và thứ hai là cái bộ sản phẩm máy kép này. Thì tất cả linh kiện thì đều như nhau, giống máy đơn, chỉ có khác là cục đuôi nguồn và cục motor kép đấy ạ. Bộ này thì với giá là 700.000. Bộ kép này có một cái ưu điểm hơn, đó chính là sau này ấy, cái công suất nó cao, các bác có thể lắp cái dàn phun sương tự động. Bây giờ hiện tại cái cần này là cần tưới bằng tay, tức là các bác có thể di chuyển bằng tay. Còn sau này các bác có thể lắp cái bếp phun sương tự động nó cố định ấy, và các bác sử dụng cái điều khiển wifi từ xa. Cái cục wifi nhà em bán là 300.000 nhá. 300.000 một cục. Đó. Và đơn hàng hoa lan các bác mua từ 300.000 trở lên em sẽ giảm cho các bác là 30.000 trên một máy. Và máy tiêu chuẩn của nó sẽ là 10 mét dây. Mỗi mét dây nối thêm thì các bác cộng thêm cho em là 10.000 đồng một mét nhé. Đó, đây là cái bộ sản phẩm mà nhà em có áp dụng chế độ bảo hành. Và chế độ bảo hành đó chính là bảo hành cụm motor trong vòng 3 tháng. Đây là cái linh kiện quan trọng nhất của cái bộ sản phẩm này. Và nhà em thì có chế độ bảo hành cho các bác. Và trong quá trình sử dụng mà các bác có gì vướng mắc ấy thì các bác có thể gọi lại bên em. Bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật, người ta gọi điện để hướng dẫn cho bác cái cách khắc phục cũng như là cách xử lý để làm sao ạ, tưới lan một cách hiệu quả nhất ạ. Nên là sản phẩm bên em thì được các bác rất là hài lòng như thế. Và sau đây thì em sẽ điểm qua những mặt hàng trong ngày hôm nay luôn. Hôm nay thì em sẽ đi qua những mặt hàng hình trước nhé. Hôm nay em có thêm một số hình mới. Và mặt hàng kg thì nhà em có bán lẻ, tức là các bác có thể mua số lượng tầm khoảng vài lạng, hoặc là mua theo cân. Đó, đơn giá em báo là đơn giá trên 1 cân. Còn đâu các bác có thể mua tầm khoảng vài ba lạng thì bên em sẽ có thể là hỗ trợ các bác đủ một giò đẹp. Đó, hàng hình hôm nay em có 20 hình để giao lưu các bác. Hình đầu tiên ạ, em gọi đây là hình số 1, gồm có một bó hoàng thảo tam màu sắc này, và đây là một bó hoàng thảo sừng. Hai mặt hàng sưu tầm rất là đẹp, 90.000 một phần. Hình số 2 là một giò kim điều xuân, hàng thuần, nếu một giò rất là đẹp, khá là mập, và hàng này hoa thì cực kỳ là sai hoa. Một giò thuần này em bán là 220.000. Hàng này người ta ghép nên gỗ rất là chắc chắn rồi, rất là khỏe rồi. 220.000 hình số 2. Hình số 3 là một hình kiều vuông lộc bắc ạ. Đây là kiều vuông lộc bắc vùng Di Linh Lâm Đồng đấy ạ. Đó, kiều rất là đẹp luôn. Đây là những cái thân tơ ra hoa này. Đó. Giò kiều này dễ bám, rất là chắc chắn và khỏe mạnh. Giò này em bán là 160.000 nhé. Đây là hình số 3. 160. Hình số 4 là một phần hoàng nhạn tháng 4. Cả một phần này thì nói chung là cái hàng để cho các bác làm mới tập chơi, hoặc các bác vào vườn để làm giống thôi. Đây là tình trạng cây, các bác sẽ nhìn đấy ạ. Nó sẽ là nó như thế này, nó bị cắt lá như thế này này. Đấy. Cả lô này em cân là 4 lạng rưỡi ạ. Giá bình thường là 450 một cân nhá. Còn đâu hôm nay thì em sẽ thanh lý cả lô này với giá là 100.000, 100.000 cho các bác làm giống được rất là nhiều hoàng nhạn tháng 4. Nói chung là cũng có cây nó bị mất lá như thế này này, cũng có cây nó sẽ ổn hơn, nó hơi mất nước một chút. Đấy, tình trạng cây nó như thế.
Đây, cây này thì nó vẫn ổn này. Cả lô này em bán 100.000 nhá. 4 hạng rưỡi đấy ạ. Em có một phần hoàng thảo đùi gà. Hàng 100% là hàng thân tơ này. Ghép lên một giò thì ra hoa phải nói sai phải biết luôn. Hình này em gọi là hình số 5 này. 100.000, đây là hình số 5. Em chuyển sang hình số 6. Hình này là một giò đùi gà thân mập. Nói chung là nó là dòng đùi gà tròn. Đây là hàng rừng thì nó có cả thân tơ thân già. Đây là thân tơ nhưng nó xuống lá này. Đó, cũng khá cũng có cả thân tơ và thân già nhé. Cả dề này khá là nặng, em bán là 300.000. Đây là hình số 6. Nguyên một dề luôn. Hình số 7 là một phần đùi gà tròn. Hàng này thì thân nó dài hơn, thân nó mập, cũng rất là mập. Đây những thân tơ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 thân tơ. Đây, cái thân này cũng là thân tơ chưa cho hoa trên đây này. Ôi, những cái mắt nụ hơi sưng. 200.000, hình số 7. Hình số 8 là một phần hoàng thảo chuỗi ngọc. Đây một dề luôn. 160.000. Hình số 8. Chuyển sang hình số 9 là một bảng đại ý thảo Lâm Đồng. Bảng này rất là to. Nói chung là bảng này người ta ghép ra bảng dưới cũng khá là to này. Gồm 2, 3, 4, 5. Thân này xuống lá này. 240.000. Đây là bảng đại ý thảo Lâm Đồng. 240. Hình 9. Hình số 10 là một hình 140.000. Hình này đại ý thảo cũng khá là nhiều thân nhưng mà nó sẽ còi hơn. 140.000. Hoa màu trắng tinh nhá. Hoa rất là đẹp. Hình số 11 là một hình già hạc hoa hồng đỏ, giá cũ là 250 này. Hình này hôm nay em bán thanh lý là 180.000 nhá. Nó sẽ bị hư một đầu ngọn này, hai đầu ngọn. Đây đầu này cũng hư, còn đâu những cái ngọn này ok. Đang lên mầm này, 180.000 bảng này rất là rẻ. Hình số 12 là một dề kim điều xuân. Đây, một mảng to này. 180.000, hình số 12. Em qua hình 13. Hình 13 là một dề kim điều xuân. Cũng 120.000, dề này 120.000. Bóc nguyên một miếng ở rừng luôn. Hình số 14 là một dề sơn thủy tiên. Dề này thân phải nói là cực kỳ là mập. Đây, rất là nhiều mắt nụ hoa nhé. Đây, riêng sơn thủy tiên thì một thân tơ của nó lại rất là nhiều mắt nụ. Đó, như một dề nguyên bản luôn. Dề này em bán là 340.000 nhé. Đấy, giờ em bán 340.000, rất là mập to. Em chuyển sang hình 15. Hình 15 là một phần 150.000. Đó, đây là một dề nhá. 150.000. Và các bác lưu ý nhá, nhà em đã quay hàng hình thì em sẽ các bác phải đọc đúng mã hình là em sẽ gửi đúng mã hình cho bác. Chứ không phải là các bác đặt mã hình này em lại gửi cho các bác hình khác đâu. Tại vì hôm trước cũng có một cái dề sơn thủy tiên mà rõ ràng nhà em về chỉ có hai dề duy nhất thôi. Và gửi cho khách thì khách kêu là gửi cái hình này, dề này không đúng. Có một dề 400 và một dề 100 thì gửi cho bác cái dề 100 dùng đúng như cái dề mà các bác đặt đấy. Đến nơi khách bảo là gửi không đúng hàng. Thật sự là cạn lời, không biết nói như thế nào luôn. Đó, nên là các bác phải lưu ý nhìn kỹ vào. Có thể cái góc độ này nó sẽ nhìn khác và lật ngược lại nó sẽ khác. Đấy, nhìn đấy ạ, một bên với cả đằng sau nó sẽ khác nhau. Các bác chỉ nhìn mặt đằng sau và các bác lại đánh giá mặt đằng trước nó cũng không đúng đâu ạ. Đấy, các bác lưu ý nhá. Đã quay hình nào là gửi đúng hình đấy. Còn không quay hình thì sẽ nhặt theo hàng kg. Hình 16 này. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề. 190.000. Đây là hình 16. Sơn thủy tiên. Hình 17 là một dề quế tháng 8. Dề này là dề mẹ con. Đây dễ đang ra này. Có một cây mẹ bị hư đầu ngọn vì nó đang đẻ ra đầu ngọn mới này. Và đây có một cây con, hai cây con, ba cây con, bốn cây con. Đấy, một mẹ và bốn con, 200.000. Hình số 18 là một chậu chuỗi ngọc rất là đẹp, đang lên mầm rất là đẹp này. 220.000, đây là hình số 18, 220. Hình 19 là một lô dendro thanh lý. Đây là những lô dendro thanh lý thì bình thường em vẫn bán là 100-80.000 một chậu. Ví dụ như đây là cây kinh đỏ này. Là bình thường 100.000 một chậu này nhưng mà nó xuống lá gốc này, nó đang lên mầm này. Đấy, đây là cây ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ bình thường cũng 100 ấy. Riêng lô này, hai cây này đã trị giá 200 rồi. Tuy nhiên thì do nó xấu mã nên là em tặng kèm thêm hai cây nữa. Đây là cây banana này. Đây là cây sincaron này. Và cuối cùng đây là cây sisiguay. Đó, hoa màu trắng tinh. Combo 5 cây này em bán với giá là 200.000, tính ra chỉ có 50.000 một cây dendro nắng thôi ạ. Mà giá trị loại này thì nó phải rơi tầm thế nào? 8, 8, 5, 400.000 đấy ạ.
Và đây là hình 20. Hình 20 là một chậu trâu như lưỡi bẹt. Giá trị ban đầu của nó là 250. Tuy nhiên thì thân này nó bị gập này, thân dài nhất nó bị gập này, vận chuyển nó bị gập. Đấy, cái này thì chắc là nó các bác về có thể là cắt ra ươm ki. Đang lên 1, 2, 3 mầm gốc và một thân này vẫn ok. Hình này em bán là 140.000 nhá. Trâu như bẹt ạ, 140.000. Tiếp theo hôm nay thì em về một lô giả hạc Pháp. Lô hôm nay thì nó khá là đẹp. Nói chung là người ta ghép vào một cái bảng nhỏ xinh, cũng rất là nhiều thân này. 2, 4, 5, 6, cũng phải 5, 6 thân trong một bảng. Đấy, bảng nào mà thân dài nó sẽ ít thân hơn là những cái bảng thân ngắn. Đấy, sum xuê rất là đẹp luôn. Giả hạc Pháp. Những cái bảng này hình thường Tết người ta sẽ tính theo thân. Còn đâu bây giờ các bác mua sẽ mua theo giò. Em bán trung bình một giò với giá là 200.000 đồng một giò nhé. 200.000 đồng một giò là các bác đã sở hữu được một cái giò giả hạc Pháp cực kỳ là đẹp rồi. Hàng để các bác chơi hoa xuân hoa Tết. Và em sẽ để tìm được cái hình ảnh của bông hoa giả hạc Pháp để mọi người có thể chiêm ngưỡng nhé. Hàng hoa thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thơm. Dòng này thì cũng là những cái dòng mà mọi người chạy rất là nhiều số lượng vào thời điểm dịp Tết đấy ạ. Đấy, bông hoa của nó đây. Đây là một dòng giả hạc và 100% là hàng thân tơ. Hoa sai hoa như thế ạ. Hoa màu tím và có họng, xen kẽ với họng màu trắng. Em bán theo bảng là 200.000 một bảng. Đấy. Số lượng hôm nay bởi vì cái lô hàng này em thấy nó quá là rẻ, thành ra em nhập số lượng nhiều. Đây các bác nhìn. Một bảng đẹp như vậy có 200.000 mà rất là nhiều thân. Tính ra một đầu ngọn này có mấy chục nghìn thôi. Mà đầu ngọn này là những cái hàng thân cũng khá là trưởng thành để các bác chơi hoa rồi đấy ạ. Tiếp theo là năm cánh trắng họng hồng ạ. Top 1 trong những cái dòng năm cánh trắng mà hot hit nhất vào thời điểm dịp Tết đến xuân về. Bình thường các bác mua hàng Tết ấy, một thân của nó khi thắt ngọn đã rơi vào tầm 350 một thân đúng không ạ? Hàng đấy là chưa kể là cái hàng thời điểm Tết thì nó cũng chỉ rơi tầm 50-60 cent, thắt ngọn đã là 350 một thân. Và thời điểm bây giờ khi mà một chậu thuần của nó bán ra cũng rơi tầm 280 rồi. Ngày hôm nay thì em nhập cái lô này nó khá là rẻ. Một chậu này nó sẽ có là hai thân dài. Và hôm nay thì với cái số lượng hai thân dài như thế các bác mua chỉ có giá thành là bao nhiêu ạ? 280.000. Tức là bình thường các bác mua một thân giá 280, hôm nay các bác mua 280 sẽ được hai thân. Tức là như kiểu là mua một tặng một đấy ạ. Và cái mặt hoa của dòng năm cánh trắng họng hồng thì đó bởi gì? Bởi vì nó là hàng ươm ki nên là hàng nó sẽ chuẩn mặt hoa như thế này nhé. Dòng năm cánh trắng và họng hồng trái tim, mắt xước rất là đẹp và hoa cực kỳ là thơm. Đấy, tình trạng chậu nó sẽ có một chậu hai thân này đều nhau. Có thể một chậu thì thân nó dài trội hẳn lên, một chậu thì thân ngắn hơn cả. Đấy, em bán là một chậu hai thân với giá là 280.000 nhá. Chậu là ba thân thì là 350, nhưng mà tỷ lệ thân loại ba thân thì hình như là nhà vườn người ta gửi cho em ít thôi, nhưng mà em sẽ quảng cáo cái loại hai thân. Đa phần em bán loại hai thân này. Và đây chiều dài thân này các bác nhìn, nó không phải là ngắn đâu nhá. Đấy, không hề ngắn một chút nào luôn. Thân rất là dài, tính ra có 140 một thân này, các bác mua phải nói nó cực kỳ là rẻ. Lâu lắm mới có một lô hoa hồng đỏ về ấy. Quên, năm cánh trắng họng hồng về chứ không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Lần nào về cũng cháy hàng luôn. Và bên đây đó chính là những cái chậu giả hạc Hawaii lá biên. Cái dòng này là một cái dòng cây lá biên phát tài. Đấy, dòng thu hút tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Đây là những cái cây lá biên, cây trưởng thành này. Các bác này, chơi này chơi thân lá cũng được. Nó là một dòng giả hạc hay là một dòng phi điệp đấy ạ. Đó, thân dài đẹp nhá. Đây em sẽ đo cho các bác, chiều dài thân nó cũng phải rơi tầm khoảng 2 găng tay của em rồi. Đó, đây những cái lá biên. Các bác trồng thì 2-3 chậu vào thì nó tạo ra một cái chậu cực kỳ là siêu phẩm. Đó, Hawaii lá biên, hoa thơm và cực kỳ là đẹp, cũng nở vào dịp mùa xuân. Một chậu này em bán với giá là 230.000. Riêng dòng năm cánh trắng họng hồng này hoặc là giả hạc Hawaii lá biên, các bác kết hợp với nhau mua từ 3 chậu bất kỳ trở lên, phải là 3 chậu nhé, thì em sẽ bao cước cho các bác. Riêng đối với dòng giả hạc này, mua từ 3 chậu em sẽ bao ship. Còn nếu mà mua 1 chậu, 2 chậu thì các bác vui lòng là tính theo cái giá tiền mà em vẫn đã niêm yết ở trên từng loại mặt hàng. Hôm nay thì em có đâu đó tầm khoảng 40 cây nụ. Nói chung là cái hàng này là hàng gieo hạt, hình như là nụ tam bố và mấy cái loại hồng ấy, dòng hồng. Cái hàng này thì tình trạng cây nó như sau. Đấy ạ, cây thì rất là mập. Tuy nhiên thì cái dòng này thì nó em lại để nó thành ra nó bị xuống lá ấy. Đây các bác nhìn này, thân của nó rất là khỏe, vẫn đang đi ngọn nhưng mà nó lại bị xuống lá gốc. Đấy nên thành ra là cây của nó xấu mã đi. Đây tình trạng cây như thế này, cây dài đẹp. Đây là những cây nụ tam bố, những cái cây hồng gieo hạt, hồng hồng mỹ nhân hay gì trong cái danh sách mà nhà em có ấy. Cái này thì lại để hơi lẫn lộn một chút.
Đấy, bình thường giá là 33.000 đồng một cốc. Đây có cả cốc đang lên mầm gốc này. Đây, cả những cốc nó đang lên mầm gốc luôn. Hôm nay thì những cái cốc này em thanh lý nhá, với giá là 20.000 đồng một cốc. Thanh lý, nó hơi xấu mã thôi, chứ còn cây của nó không bị ảnh hưởng gì đến ngọn nhá. 20.000 đồng một cốc. Đây, những cái cây này, bán số lượng có ít thôi. Em lọc ra đâu đó tầm 30-40 chậu nhá. Đấy, thanh lý tình trạng cây đấy ạ. Còn đâu cái cây bình thường của nó sẽ là những cái chậu nhiều thân đẹp. Đây, còn đâu cây bình thường của nó sẽ bị không bị xuống lá gốc thì nó như thế này. Thì loại này vẫn là 33.000 nhá. Đây, những cái loại này vẫn là 33.000 này, nó không bị xuống lá. Còn em lọc ra những cái chậu mà nó bị xuống lá sớm này là em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 20.000 đồng một cốc. Đấy, tình trạng cây nó như thế. Còn đâu là cây của nó vẫn rất là khỏe, không ảnh hưởng gì nhá. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những mặt hàng kilogram khác nữa. Sau đây thì em sẽ giới thiệu các bác ạ. Nhà em cập bến một lô dáng hương sóc Lào này. Đấy, nói chung là cây hôm nay thì có cả cây to và cây vừa, cây nhỏ. Đấy, các bác thích số lượng cây nhiều ấy. Đặc biệt các bác mới tập chơi, em thấy là các bác ưu tiên số lượng hơn là những cây to. Bởi vì trồng cây nhỏ nó phát triển dễ, cũng sẽ nhanh hơn đấy ạ. Đấy, đây là sóc Lào, hàng mới về, rất là tươi đẹp. Em bán là 140.000 đồng một cân. Đây là dáng hương sóc Lào. Đây là những cái dòng mà vòi hoa cực kỳ là dài. Và tiếp theo đây ạ, vừa về một lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Nói đến cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ là sai hoa. Và riêng dòng này thì hoa cũng nở vào dịp mùa xuân. Đó, những cái hạt ngọc rất là đẹp, hàng long lanh, lung linh luôn. Nó thành từng khóm này, đó. Đây là chuỗi ngọc nhá, hàng này em bán là 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo chuỗi ngọc, hoàng thảo đùi gà tròn, thân khá là mập mạp, đẹp, 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo đùi gà tròn. Kim điệp xuân, một trong những dòng hoàng hoa phải nói là cực kỳ là siêng hoa, bông hoa to, bông hoa rất là sai. Loại này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cân, kim điệp xuân. Đây là những cái bông hoa màu vàng tươi tắn và hoa cực kỳ là sai nhé các nhé, 150 một cân đây ạ. Đó, trước mặt các bác đó chính là những cái chậu đen rô Úc mắt đen. Và đây là dòng đen rô Úc. Hàng này thì quá là thân thuộc các bác thời điểm xuân, thời điểm Tết rồi đúng không ạ? Đây là những cái thân tơ này, nó thắt ngọn chuẩn bị xuống lá này và chờ hoa. Hoa của nó là một dòng hoa hồng cánh sen, hoa cực kỳ là đẹp. Bông hoa to và sai hoa. Những cái chậu to bự như vậy em bán là 350.000 đồng một chậu. Đấy, giá này hiện tại là giá khá là vừa phải, vừa túi tiền cho mọi người. Đến Tết thì giá trị nó sẽ cao hơn. Đấy, 350 một chậu nhé, rất là nhiều thân. Đây là dòng đen rỗ mắt đen. Còn tiếp theo bên đây, đó chính là những cái chậu đen rô xuân. Hàng nhà em về rất là đẹp. Đây là những cái chậu đen rô xuân, đây là những cái chậu thuần nhé. Và một chậu của nó phải nói là cực kỳ là nhiều thân, nhiều ki. Nhà em có hai loại, đó chính là hàng chậu và hàng cốc. Em sẽ so sánh cho mọi người hàng chậu và hàng cốc nó sẽ khác nhau như thế nào, bởi có hai mức giá tiền khác nhau. Hàng chậu này là hàng này thì số lượng thân trong một chậu nó sẽ nhiều hơn. Và đặc biệt là nó khá là cứng cáp này, một chậu nhiều thân như vậy. Đây, cả bên kia cũng thế, nhà em về số lượng nhiều đấy ạ. Và mỗi chậu nhiều thân như vậy em bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Đến Tết ấy, một cái cốc nhỏ nhỏ thôi đã rơi tầm 180 khi nó đang nụ hoa rồi. Còn bây giờ một chậu nhiều thân với giá 220.000 thì nó khá là vừa túi tiền nhá. Hàng này các bác lấy từ 3 chậu thì em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, riêng dòng đen rô xuân, hàng này em nhập nhiều. Và các bác nghe rõ cho em nhé, một số mặt hàng là em áp dụng chương trình bao ship đối với mặt hàng cụ thể đấy ạ. Đối với đen rô xuân này thì mua từ 3 chậu em sẽ bao ship. Còn sang bên đây là đen rô xuân hàng cốc ạ. Các bác nhìn này. Đấy, một cốc của nó sẽ có sự khác biệt với hàng chậu. Thứ nhất là thân nó sẽ nhỏ hơn. Và đặc biệt hơn là ví dụ chậu nào nhiều thân thì nó sẽ ngắn này, chậu nào ít thân thì nó sẽ dài hơn. Đấy, đây là một cốc đen rô xuân. Em gọi tạm là hàng cốc và kia là hàng chậu nhé. Hàng cốc này thì chỉ có 95.000 đồng một cốc thôi. Đấy, có hai loại đen rô xuân, hàng chậu và hàng cốc. Và khi đã nhắc đến dòng hoa này thì các bác sẽ hình dung ra những cái chậu hoa đen rô xuân cực kỳ là nhiều màu sắc khác nhau và hoa nở xuân rất là đẹp, bông hoa sai hoa. Tiếp theo đây, một cái dòng hoa cũng nở xuân nữa, đó chính là hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc, đây là những cái hàng người ta thuần tại chậu rồi. Đó, đang lên mầm rất là đẹp. Hàng rừng thì kể cả thuần lên ấy thì nó cũng sẽ có cả thân tơ và thân già. Một chậu nhiều thân đẹp như vậy em bán giá là 220.000 đồng một chậu. Và đây ạ, mặt hoa của chuỗi ngọc này, những cái chuỗi ngọc ngà rất là đẹp và cho những bông hoa cực kỳ là sai hoa. Nó sẽ có thể sổ ra mặt hoa màu họng màu nâu đen hoặc là màu vàng nhé. Hàng rừng thì nó có những cái mặt hoa như thế. Mặt hoa nào cũng rất là đẹp. 220.000 đồng một chậu. Và tiếp theo đây thì hôm nay thì nhà em lại cập bến thêm một cái lô phi điệp giống, hàng gieo hạt. Đó, vừa về bổ sung thêm một số cái loại như hot như là dòng năm cánh trắng, nó hết hàng ấy. Ví dụ như năm cánh trắng họng Phú Thọ này, HO ấy, mấy cái hàng này nó khá là cháy hàng nên hôm nay thì vừa về thêm và nhà em bổ sung thêm vào những cái khay này.
Hàng này là hàng gieo hạt, tuy nhiên thì cái mặt bông của nó thì những cái dòng phi điệp đều là những mặt bông đẹp và đáng để sưu tầm. Và nhà vườn người ta phân loại cho em thành 17 loại như sau. Em sẽ đưa cho các bác cái danh sách để mọi người dễ hình dung và dễ có thể lựa chọn đặt hàng hơn ạ. Và đây ạ, danh sách tổng cộng của em có 17 loại như sau. Trong danh sách này thì có Phú Thọ, HO, Hải Dương, Hà Tĩnh, Minh Vũ, Nha Trang, Long Điền, Mắt Nai, Hồng Mỹ Nhân, Hồng Yên Thủy, Hồng Xòe, Hồng Á Hậu, Hồng Hổ Phách, Gái Nhảy, Hồng Mẫu Hậu, Nú Tam Bố và Di Linh Sơn. Cái này thì em sẽ bán lẻ là 33.000 đồng một cốc, mua 10 cốc tặng 1. Và các bác lưu ý nhé, nhà em sẽ áp dụng chương trình tặng 1 khi các bác mua từ 10 cốc, sẽ không áp dụng chương trình bao ship. Nếu các bác muốn bao ship thì bên em sẽ không tặng, cái này là theo yêu cầu của các bác thôi. Nếu muốn bao ship thì mua 10 cốc sẽ được bao ship thì không tặng hàng. Đấy. Và đây là tình trạng cây hôm nay thì thân khá là xanh sạch. Và đây tình trạng cây nhé, hàng cây giống là bên em sẽ cắt nước cho các bác một vài hôm trước khi gửi, để tránh trường hợp là đến nơi cây nó để trong thùng nó sẽ nóng, nó bị thối. Nên là lưu ý đến nơi thì cây nó sẽ có thể là nó sẽ hơi, lá nó hơi héo hơn một chút. Đấy, tình trạng cây thì rất là đẹp. Nhưng mà đến các bác, ví dụ đặc biệt các bác ở miền Nam, miền Bắc thì hôm trước hôm sau nhận hàng không sao. Nhưng mà hàng miền Nam ấy thì các bác lưu ý vấn đề đấy. Còn đâu nói chung là tổng thể cái hàng này cực kỳ là khỏe. 33.000 đồng một cốc thôi. Nhà em thì phân loại ra các cây này. Đây ví dụ như đây nù tam bố ấy. Những cây nù tam bố rất là đẹp. Đó, hàng gieo hạt thôi. Nhưng mà chơi thân chơi lá cũng đều đẹp rồi. Và kể cả sổ ra những mặt bông như thế nào thì cũng đều yêu cả. Đó. Mỗi loại này em phân thành từng cây nhá. Gửi đi em sẽ ghi tên cho các bác và cho nó dễ, chứ không thì bây giờ không có thời gian để có thể quay cho các bác từng hình. Còn đây là những cái bảng phi điệp tím. Hàng này là hàng bảng cũng đã thuần tại bảng thuần lâu rồi. Đây là một bảng sẽ có hai thân này và người ta ghép ở trên những cái bảng gỗ này. Đấy, dễ ăn rất là khỏe rồi. Mỗi bảng hai thân như thế em bán là 130.000 đồng một bảng. Loại này lấy từ 3 bảng em sẽ bao ship cho các bác. Đó. Em có 3 cái chậu trầm đồng đỏ hàng thanh lý này. Đó, thanh lý giá rẻ các bác nhé. Những cái chậu trầm đồng đỏ này Tết, những hàng thân thủ này một thân của nó không dưới 300.000 một thân. Hôm nay thì em sẽ thanh lý để các bác cho vào vườn hoặc các bác vẫn chơi hoa được bình thường. Bởi vì một số thân cũng đã chuẩn bị đến rồi, giai đoạn thắt ngọn rồi. Đây em gọi đây là hình số 1 này. Hình số 1 gồm 3 thân, có một thân có ngọn này. Thân này thân thứ 2 có ngọn, ok. Thân này thì nó bị mất đầu ngọn này. Chậu này em bán là 600.000. Tính ra có 200.000 một thân. Và đây mầm gốc đang lên này, 600.000 chậu này nhá. Giá siêu rẻ và giá này em bán là giá bán lỗ luôn rồi. Tiếp theo là chậu số 2. Chậu số 2 thì cũng 2 ngọn, 3 ngọn. Ok. Đây, 3 mầm gốc này. Ui, mầm gốc lên cực kỳ là nhiều luôn. Chậu số 2 cũng 600.000. Đấy ạ. Còn đây là chậu số 3. Chậu số 3 thì cũng 3 ngọn. Ô, ngon nghẻ, không ảnh hưởng gì. Chậu này cũng 600.000 nhá. Đấy, có 3 chậu. 600.000 một chậu. Hôm nay em có một số bảng Long Tu Xuân Di Linh. Đó, đây là hàng Di Linh Lâm Đồng. Và các bác biết rồi, Long Tu Xuân thì nó sẽ nổi tiếng nhất là dòng Di Linh. Và Kiều thì Kiều nổi tiếng là dòng Kiều Lục Bắc. Đó, bởi vì sao ạ? Đây là những cái dòng hàng mà hoa chuẩn Tết. Với những cái vòi hoa nó dài. Đây là những cái thân Long Tu, các bác nhìn có những thân nó dài hơn 1 mét. Thì thực sự các bác trồng Long Tu thì để mà thân dài hơn 1 mét thì nó phải tùy vào cái dòng giống của nó, chính là cái dòng Long Tu Xuân Di Linh này. Đó, và đặc biệt hơn là hoa nở chuẩn Tết. Đấy chính là lý do tại sao là Long Tu Xuân bình thường các bác nuôi bây giờ ấy, nó vẫn chưa có dấu hiệu xuống lá đâu. Còn đây ạ, Long Tu Xuân Di Linh thì nó đã chuẩn bị những cái lá vàng xuống lá để nó hứa hẹn sẽ một cái mùa hoa năm nay rồi. Đó, nó sẽ nở chuẩn Tết là như thế ạ. Và hàng này thì hôm nay em có một số giò như sau. Em sẽ quay từng giò và giới thiệu đến các bác. Trước khi đi qua em sẽ cho mọi người xem qua mặt hoa của Long Tu Xuân Di Linh nhé. Đây ạ, nói đến dòng Long Tu thì vốn dĩ nó đã là thuộc cái dòng mà nhiều sai hoa rồi. Còn đối với dòng Long Tu Xuân Di Linh thì thân nó dài, hoa nó trải dài từ đầu đến thân ngọn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, không thể chê một chút nào luôn ạ. Và đây ạ, em sẽ quay qua từng hình và em ký hiệu là chữ L nhé. L đầu tiên là hình L1 này. Hình L1 là một hình cực kỳ là đẹp, rất là nhiều thân. Hình này thì xuống lá nó hơi muộn hơn một chút. Đấy, những hình này nó xuống lá này. Hình L1 này rất là đẹp, nhiều thân. Em bán là 1.300.000. Hàng vẫn đang đi ngọn, còn có dấu hiệu dài thêm nữa cơ. Tiếp theo, giò L2. Giò L2, giò này em bán là 1.000.000 đồng. Đó, có cả thân dài và thân ngắn. Đây, thân dài này cũng phải rời hơn 1 mét luôn đấy ạ. 1.000.000 đồng. Chuyển sang giò L3. Đây, giò L3 là một hình cũng rất là nhiều thân. Đây, những cái thân nó xuống lá này.
nó không ảnh hưởng gì nhá. Đây là một cái hiện tượng bình thường của đối với dòng thân thòng. Hình L3 1.100.000. Đó. Chuyển sang hình L4 ạ. L4 là một hình cũng khá là to, nhiều thân. Đấy, L4 đấy ạ. Rất là đẹp. 1.200.000 cho L4. Long Tu Xuân Di Linh thực tế là bây giờ nhà vườn người ta chưa xuất ạ. Đến thời điểm lúc mà nó đang sưng nụ ấy, người ta xuất thì người ta sẽ bán được giá hơn. Đây cái giò 1.200.000 này. Tiếp theo L5. Đây ạ, giò này phải nói là nó xuống lá khá là nhiều. Đây, toàn những cái thân rất là đẹp và dài này. Đấy. Giò L5 này em bán là 950.000. Giò L5. Chuyển sang giò L6 ạ. Giò L6 cũng là một giò 950.000, đây là L6. Tiếp theo L7. L7. L7 800.000. 800.000, Long Tu Xuân Di Linh. L8. Đây, giò này xuống lá này. Giò này 500.000. Đây là giò L8 500.000. Đấy có 8 giò Long Tu Xuân Di Linh nhá. Hàng chuẩn Di Linh Lâm Đồng đấy ạ, hàng rất là đẹp. Đó. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác cái lô Trần Mộng Xuân nhà em vừa về. Trần Mộng Xuân là một cái dòng hàng mà nở hoa vào dịp mùa xuân cũng như là thời điểm dịp Tết Nguyên Đán. Hàng này thì hoa của nó cực kỳ là dài. Đó, đây là tình trạng bông hoa Trần Mộng Xuân ạ. Đó. Những bông hoa với ánh vàng và lưỡi màu đỏ này cùng với cần hoa rất là dài đem đến một cái vẻ đẹp cực kỳ là kiêu sa. Đó, hàng này thì hoa rất là bền, các bác chơi hoa xuân thì sẽ chơi được rất là lâu nha các nhá. Đó, bông hoa của nó đây. Đó. Trần Mộng Xuân. Và thời điểm này thì giá thành em nhập vào nó khá là rẻ, đặc biệt là cũng đang cái thời điểm mà cây nó nhú nụ rồi. Cây cũng đang trong cái thời điểm nhú nụ để các bác chuẩn bị chơi hoa xuân hoa Tết các bác ạ. Đó. Giá hiện tại đang bán ra với giá là 80.000 đồng một cân. Hàng này thì sẽ học theo từng rề. Đó, nó theo từng rề tầm 3-4 cân cũng có. Các bác muốn lấy cái khóm nhỏ hơn thì em nghĩ là các bác có thể lấy khóm từ 3 cân trở lên thì nó đẹp nhất. Và thứ nhất là, thứ hai là nó tránh trường hợp là mình tách ra cây nó yếu đi ấy. Đấy, một bụi như vậy rất là đẹp này. Đó, Trần Mộng Xuân hiện tại thì cũng có những cái bụi đang nhú hơi, ngồng nụ hơi nhỏ nhỏ nhá. Gửi đi xa thì hoàn toàn là đảm bảo và yên tâm. Đến lúc mà thời điểm Tết, gần Tết các bác mua quá, sát quá ấy, nụ to thì gửi đi nó nhanh bị trột nụ và nó hay bị hỏng đấy. Rất là tiếc. Hàng này thì giá thành hiện tại nó cũng rẻ nữa. 80.000 một cân. Các bác mua đặt số lượng từ 5 cân riêng dòng Trần Mộng Xuân này em sẽ bao ship các bác nhé. Dòng Trần Mộng Xuân bao ship rồi, các bác đặt kèm một hàng hoa lan khác thì các bác cộng thêm cho em tầm 3-40.000 tiền cước ạ. Đấy, cái đó order rồi em sẽ phát sinh bao nhiêu tiền cước em sẽ hỗ trợ mọi người. Tiếp theo ngọc thạch ba màu. Đó, hôm nay về cái lô ngọc thạch ba màu thân rất là mập. Hàng bây giờ đã thất ngọn xuống lá hầu như là gần hết rồi. Đó, hàng mập đẹp. Hàng này em bán là 180.000 đồng một cân, ngọc thạch ba màu. Về có tầm một khoảng hơn một cân trúc Phật Bà. Hàng hôm nay thì đa phần hàng dài nhiều. Nhưng hàng trúc thì các bác lưu ý là sẽ có cả thân tơ và thân già các bác nhé. Đấy, nó chỉ có một thân tơ trong một khóm thôi. Còn đâu thân già nó sẽ tác dụng là nuôi dưỡng những thân tơ hoặc là đẩy những cái mầm gốc này. 50.000 đồng một lạng, 500.000 đồng một cân. Và đây ạ, sau bao nhiêu sự chờ đợi thì hôm nay nhà em mới cập bến một lô hoàng thảo vôi. Đó, hoàng thảo vôi hôm nay thì đây đã đến cái thời điểm nó thắt ngọn hết rồi. Gửi đi, đặc biệt mùa này thì các bác ở miền Nam cực kỳ là yên tâm, hoàn toàn yên tâm là cây thắt ngọn gửi đi xa không, sẽ không bị ảnh hưởng đến những cái thân tơ rồi nhá. Đấy, bình thường là mùa hè khi mà cây vẫn đang đạn lá như thế này này, gửi đi là nó hay bị dễ bị thối, bị ảnh hưởng đến cây. Hôm nay thì gửi đi xa thì rất là yên tâm rồi ạ. Hàng này các bác lại lợi cân nữa. Còn một số cái lá vàng em sẽ nhặt bớt nốt đi nhá, để cho nó tránh bị ảnh hưởng khi mà để trong thùng. Hoàng thảo vôi, hoa tím và hoa rất là thơm. Đó. Hàng này em bán là 250.000 đồng một cân. Vôi tím đậm, hoa rất là đẹp nhá. Dễ trồng, riêng loại này thì cực kỳ là dễ trồng. Và đây ạ, lại vừa cập bến một lô hạc vĩ nữa. Và hôm nay hạc vĩ đây các bác. Tình trạng cây rất là đẹp. Nói chung là thân của nó thì cũng đã chuẩn bị đến giai đoạn thắt ngọn rồi. Hạc vĩ em bán là 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân đấy ạ. Hàng dân người ta bó, thành ra là những cái hàng này ấy,
hàng thân nó dài, dân người ta phải bó như vậy để giữ gìn cái thân của nó khi vận chuyển ạ. À, hoa thì rất là size 180 một cân. Nhà em gặp đến một cái lô hoàng thảo đùi gà tròn. Đây là hàng 100% là hàng thân tơ. Đấy, nói đến hàng thân tơ thì ai cũng thích đúng không ạ? Bởi vì là những cái hàng mà cho hoa, những cái thân cho hoa. Và đây 100% là thân tơ thì sẽ cho ra những cái bông hoa cực kỳ là đẹp và rất là size hoa như thế. Loại này em bán là 230.000 đồng một cân, 23.000 đồng một lạng. Các bác có thể lấy một bó tầm 50.000, bên em sẽ bó cho các bác, thu tầm đủ một giò. Sang bên đây là hoàng thảo trinh bạch, một cái dòng hoa màu trắng tinh và hoa cực kỳ là sai hoa. Đấy, nó thành từng khóm này. Em bán là 50.000 đồng một bó và một cân của nó sẽ là 130.000 đồng một cân nhé. Đây là hoàng thảo trinh bạch 130.000 đồng một cân. Hoàng thảo vẩy rồng ạ, một cái dòng hoa mà ra hoa cực kỳ là siêng hoa. Hoa này thì dễ trồng, dòng này thì dễ trồng, dễ chăm. Đây, nó thành từng mảng ạ. Đấy, vẩy rồng 130.000 đồng một cân. Dáng hương tam bỏ sắc ạ. Đó, dáng hương tam bỏ sắc thì hàng của nó thì cây lô đợt này thì nó cũng cây vừa vừa thôi, cây nó không quá to. Đấy, hàng này hôm nay em sẽ bán với giá là 150.000 đồng một cân nhé. Dòng dáng hương thì cực kỳ là dễ trồng, hoa đẹp và hoa rất là thơm. Đây là dòng dáng hương tam bỏ sắc 150 một cân và một bó thì sẽ là 50.000, vẫn được một bó đẹp. Quế tím ạ, một cái dòng lan dáng hương, dòng đơn thân với những cây lá xếp rất là đẹp, hoa màu tím đậm. Hàng này 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Cập bến một lô hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi hay là hoàng thảo ngũ tinh. Đấy, cái hàng này thì ra hoa chuẩn Tết này. Và hoa cây của nó đã đến giai đoạn thắt ngọn đấy ạ. Những cái thân thắt ngọn nó sẽ xuống lá. Và nhà em thì đã cắt vặt những cái lá đi để giúp cho các bác là tránh thoát hơi nước trong quá trình vận chuyển đi, thì cây đã đỡ mất nước hơn. Và hàng này thì cây xuống lá rồi, hứa hẹn mồm hoa rất là đẹp nhé. 250 một cân và 50.000 đồng một bó. Nhà em có những cả những dòng thân dài. Đây, ví dụ như thân dài. Đấy, cái này em đã cắt hết lá này. Đây là những cái thân tơ nhé. Đây là dòng thân dài này. Có cả những dòng thân lùn. Đấy, các bác lấy cái loại nào thì cũng báo em. Đấy, 250 một cân. Hôm nay em giới thiệu các bác một cái dòng địa lan mới, đó chính là dòng địa lan Caran. Dòng địa lan này thì cũng rất là ít khi có. Đấy, giá trị của nó cũng rẻ thôi nhưng mà hoa thì rất là đẹp, một dòng hoa rất là độc lạ, hoa màu xanh cốm, 130.000 đồng một cân, địa lan Caran. Hoàng nhạn tháng 4 ạ. Một trong những cái dòng đệ nhất hương thơm và hoa thì rất là thơm, thơm nức mũi luôn. Hàng này thì cây của nó cây vừa và nhỏ. Đó, nó cũng không có cây to quá nhưng được cái là tình trạng cây thì khá là ổn. Hoa rất là thơm nhé. Loại này em bán là 45.000 đồng một lạng và 450 một cân. Dáng hương sóc Lào 140.000 đồng một cân, sóc Lào, hoa tím. Còn tiếp theo đây là dáng hương trồn trắng ạ. 200.000 đồng một cân, trồn trắng, hoa bòi hoa dài. Hải yến lá xếp 150.000 đồng một cân. Hoàng thảo tam bộ sắc, một cái dòng thân thòng. Và hàng này thì nó rất là nhẹ cân. Đấy, những cái lá của nó xuống lá này, thắt ngọn xuống lá. Cây này của nó thì thân của nó sẽ màu hơi răm rám như vậy nhá. Loại này thì không có rề to nhưng hoa thì lại cho ra những bông hoa cực kỳ là tuyệt vời. 220.000 đồng một cân, hoàng thảo tam bộ sắc. Táng hương bạch nhạn, một cái dòng hoa màu trắng tinh và hoa rất là thơm, nở hoa vào dịp tháng 4, 150.000 đồng một cân. Long tu sơn ạ. Đó, nhà em cập bến một lô long tu sơn thân nù mập, quá là tuyệt vời luôn. Đó, mùa này thì long tu sơn đã xuống lá nên là thành ra là khi gửi đi em cũng sẽ ngắt bớt những cái lá đi để hạn chế cho các bác nó bị đến nơi nó bị dập rồi nó thối ấy. Tại vì cái lá long tu sơn nó rất là mỏng, nó như những cái lá mồng tơi này, những cái lá này em sẽ rớt đi. Dòng thân thòng thắt ngọn hết rồi. Đó, mùa thắt ngọn thì đa phần các bác cực kỳ là thích. Thứ nhất là nó sẽ dôi cân và thứ hai gửi đi nó đảm bảo. Long tu sơn hàng dễ trồng, 230.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó thôi ạ. Hoàng lạp 130.000 đồng một cân. Đây là hoàng lạp nhé. Long tu đá 150.000 đồng một cân. Đấy, long tu đá cũng đã thắt ngọn hết rồi. Đây là những cái thân tơ này. Đấy, các bác nhìn đây những thân tơ. Còn đây là những cái thân hoa, nó là bông hoa cũ này. Đấy, 150 một cân. Thảo ý ngọc, một trong những cái dòng hoa màu trắng tinh và hoa sai hoa, 200.000 đồng một cân, hoàng thảo ý ngọc. Kim điệp xuân hàng thân nù. Nói chung là đây, những cái thân kim điệp xuân thì thân rất là mập và đẹp, nó thành từng khóm, có cả những khóm to, khóm vừa, khóm nhỏ. Hàng này thì em bán là 150.000 đồng một cân kim điệp xuân. Hoàng phi hạc cũng là một dòng hoa nở xuân, có cả thân lùn này, siêu lùn, có cả thân vừa và thân dài. Loại này em bán đồng giá là 150 một cân nhé. Em có ít đai châu rừng thanh lý này. Nói chung là cây của nó sẽ xấu, giá bình thường là 580 một cân. Hôm nay em bán thanh lý nhé.
thanh lý này, cắt lá nhiều. Thanh lý là 500.000 một cân. Hoàng thảo môi tua 150.000 đồng một cân. Hàng tươi mới, hoa màu vàng, cánh tua rua. Kiều vuông thủy tiên cánh trắng, đây là dòng kiều vuông thân lùn ạ, với bông hoa dài thành từng chùm như những chiếc đèn lồng. 230.000 đồng một cân kiều vuông thân lùn. Địa lan mạc thu hay là trần mộng thu, hàng hiện tại thì một số cây đang có ngòi ngồng nụ. 120.000 đồng một cân. Với dòng đen rô nắng này, hàng này bình thường vẫn giá là 100.000 đến 80.000, hôm nay bán đồng giá 70.000 đồng một cây. Ví dụ đây là dòng ba vàng ba lưỡi đỏ này, bình thường vẫn 100.000 đấy ạ. Cả bên đây là những cái chậu đen rô màu, rồi một số dòng đen rô nắng như là đây, còn một cây này là cây kinh đỏ này, và đây là những cái dòng đen rô nắng như thỏ vàng, thỏ đỏ gì ấy, đồng giá tạm 70.000 hết nhá. Còn đây là kiều vàng ạ, 180.000 đồng một cân kiều vàng. Hoàng thảo kim thoa 130.000 đồng một cân. Đa phần toàn hàng rẻ thôi ạ, 130 một cân. Em có một chậu vũ nữ sô cô la này, 100.000 một chậu. Bình thường 120, còn duy nhất một chậu này bán 100.000, nhiều mầm lắm. Và đây em có một số chậu là chậu giả hạc hồng ngọc. Đấy, những chậu mà nó tầm khoảng 3 thân, 4 thân. Giá bình thường vẫn 200.000, hôm nay em bán thanh lý nhá, 150 một chậu. 150 một chậu. Đây là giả hạc hồng ngọc.